Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì khu vực Bắc Bộ sẽ nằm ở rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với các nhiễu động ở các mực khí quyển trên cao thổi ẩm từ ngoài biển vào nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Những cơn mưa có thể xảy ra bất kể thời gian nào trong ngày, nhưng mưa dông lượng khá thường tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Do có mưa nên nhiệt độ của Bắc Bộ không cao, nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Đối với các tỉnh ở miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực, nên ở đây vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Hà Tĩnh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhưng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận nhiều mây hơn, có thể có mưa dông xuất hiện bất chợt trong ngày. Riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa trong khoảng từ 15 cho đến 30 mm, có nơi mưa trên 90 mm. Nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở khu vực miền Trung thì ít biến đổi, cao nhất trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Nằm về phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, nhưng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thì lại chịu tác động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Vì thế, hai khu vực này trong đêm nay và ngày mai sẽ là vùng có mưa dông mạnh và nhiều nhất trên cả nước. Dự báo ở đây sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 cho đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện. Do mưa nhiều nên nhiệt độ ở các tỉnh Tây Nguyên trong ngày mai chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ sẽ là từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, hiện nay trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và đến khoảng chiều mai nó sẽ tiến vào vùng biển phía đông nước ta. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ sáng ngày mai 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển sẽ cao trong khoảng từ 2 cho đến 4 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.